Chuyển sang một thông tin khác, giải Gold Chevo năm nay là lần thứ 5 được tổ chức và cú hô Iwan đầu tiên trong lịch sử của giải đấu cũng đã xuất hiện. Kỷ niệm 5 năm giải Chevo Open Championship đã đón nhận bất ngờ với cú hô Iwan của golfer Nguyễn Hữu Hoàng ngay ở cú phát bóng đầu tiên ở lỗ số 8. Cú hô Iwan đầu đời này đã giúp Hữu Hoàng nhận được phần thưởng trị giá 2,2 tỷ đồng. Chỉ diễn ra trong một ngày duy nhất, giải Chevo Open đã chứng kiến chiến thắng ở các bảng đấu lần lượt thuộc về Nguyễn Hồng Hải với 73 gậy, Vũ Quang Lâm 90 gậy và Đàm Thị Dự 95 gậy. Nhà vô địch của giải năm nay thuộc về Đỗ Anh Đức với 72 gậy.